Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Kèo này sẽ là một cái kèo mà nó liên quan rất nhiều tới vòng bài. Liên quan rất nhiều tới bài của con Min Oan ấy. Vâng, nếu như bài Min Oan là một bài siêu đẹp, siêu khung và đánh thẳng cung A thì cho Son khả năng cao sẽ là cửa dưới, còn nếu như mà Min Oan không đánh được cung A thì cho Son sẽ là cửa trên. Không, quân mình nghĩ là quân này không phải là cửa dưới đâu bạn. Độ nông văn nghĩa là không phải là cửa dưới đâu. Quân này thì có thể gọi là cân thôi. Như mình đã nói thì nó sẽ quan trọng nhiều vào cái bài của người cầm Min Oan. Quân này là đánh được cho cả hai bên, không phải là tỷ thắng. Vâng, trận đấu này Chim Sẻ chắc chắn là sẽ đến cái bài công phu rồi. Sẽ gần như là hiếm có cái chuyện mà Min Oan đánh thế tấn công với người cầm cho Son là rất hiếm. Tất cả cũng có nhưng mà là hiếm. Thường thì cho Son sẽ người đánh công và Min Oan sẽ người đánh cái kiểu thủ, sau đó chuyển qua hoặc là đánh thẳng qua luôn. Đánh thẳng hay là đánh thủ để chuyển, tất nhiên là nó vẫn chỉ là thủ, cho Son sẽ người công. Và Chim Sẻ một lần nữa được cầm lại quân cũng có thể coi là sở trường. Và quan nhìn Chim Sẻ điều dân ở 3 đạo. Vâng, điều dân ở 3 đạo. Ngày xưa thì cái thời mà mình mới tập chơi thì mình cũng đã bắt đầu tập cái phong cách mà sử dụng 3 đạo dân. Bởi vì là càng nhiều đạo thì nó sẽ càng tiện mà. Nó sẽ càng tiện mà nó sẽ giúp cho anh em có thể mất ít thao tác hơn. Nhưng mà sau một thời gian mình tập ra và mình nhận thấy rằng là thôi, với mình là 2 đạo là mắc bệnh. 3 đạo nó hay bị rối lắm, nó hay bị loạn. Điều chỉnh đạo 1 nó thành đạo 2, dân nó cứ lằng ngoằng. Cuối cùng là chuyển cái thao tác từ 2 về 2 đạo. Vẫn khỏe như thường. Nói chung là chẳng hay thì không bằng tay quen. Anh em cảm thấy cái nào nó quen tay mình là được. Mình nhất thiết là phải học theo người ta. Đây sẽ ép đầu. Không, chỗ này có con dốc. Chỗ này có con dốc, CS đây thì cũng được. Nhưng mà nó cảm giác ăn gỗ nó sẽ hơi sâu. Và tất nhiên là ép đầu bao giờ cũng phải là mắc binh. Ép đầu bao giờ cũng phải là mắc của mắt với những quân bình thường như kiểu là con trong son này. Đồ gỗ về và chuẩn bị làm chiếc BE. Đây là BE của Chim Sẻ. Hai dân đi dò nhưng mà chưa ấy thêm cái gì cả. Đây rồi, có thêm một đàn hiêu. Đàn hiêu này đang gần mỏ vàng. Không biết là có đóng S để ăn được cả hai không. Và đâu có thể thấy rằng là đang khá nghèo. Mà tôi đang có một linh cảm là chấm đen này nhiều khả năng là sẽ có mỏ quả. Mỏ quả không? Vâng, như vậy là không có. Chưa có thêm gì. Ở bài này mà gặp một bài 98 đẹp là rất dễ tím nhá. Chim Sẻ phải cố gắng làm sao để có được chiếc nhà BS nó mắc binh. Đúng rồi, đóng S trước. Sau đó mới là tơ phí hiệu. Dần và sẽ phải lột bài nhiều dần hơn 25. Bởi bài này ít dần thì cũng có lên sớm đó. Chưa đủ đồ. Vâng, vẫn chưa đủ đồ cho Chim Sẻ. Một map đang thực sự là sâu. Map hiện tại đang chỉ có 2 đàn hiêu thôi. Càng thế nhở. Bây giờ sẽ là đi đập lô. Đập lô và kết hợp với đó là một bài đi dâng luôn. Chim Sẻ sẽ đi dâng. Chắc chắn rồi. Và ông nào làm được cái map này dị thật. Vâng, nếu như đây không phải là Chim Sẻ, tôi nghĩ là khả năng cao là cũng chết. Là ông khác chắc chết 1-2 dân rồi đấy. Và cái map mà có rất nhiều sư tử. Chỗ này là có 3 con đứng cạnh nhau. Phía dưới kia là 2 con đứng cạnh nhau. Do mà không để ý một chút thôi là sẽ bị chết ít nhất là 1 con. Thậm chí là có những ông chết tận 2 con. Mà rơi vào tay của mấy ông như kiểu là Thiện Anh thì khả năng chết 3 con. Map khá xấu và có thêm một con voi làm lực cho Chim Sẻ. Nói chung là vẫn sẽ lên đời nhưng mà lên tương đối muộn. Sẽ lên tương đối muộn dành cho Chim Sẻ. Đây là BL. Tăng thêm dân xây. Ở đây sẽ là BM. Bài kích chắc xả cuối 10.
Điểm số 98 đang rất cao, không biết là 98 sẽ đánh cái gì. Vừa lâu lắm cũng lên showbiz như này thành mõm kia nhỉ. Thôi cứ để cho anh em họ mõm đi anh em ơi. Nói chung là nếu mà đánh kèo bình luận viên thì các bình luận viên khác không dám đánh với tôi đâu, nên là tôi cũng chả nói nhiều làm cái gì. Hoặc là nếu mà đánh thì tôi sẽ bị phải bắt chấp những cái kèo nó rất là sâu. Nên là mấy cái kèo bình luận viên mà mấy anh em đang được donate để đánh thì mình cũng xem để biết thôi, chứ mình cũng chả bao giờ bảo là đánh kèo này với mình, đánh kèo này với kia. Mặc dù là bài lên không sớm nhưng mà được cái là có thêm con voi, lực cũng khá là khỏe, nâng cấp được công nghệ đào vàng. Thằng giò nếu mà có lực thì tí làm thêm một cái công, và tí nữa sẽ đánh như kiểu đi ăn hoang, kết hợp ăn hoang và ăn kết hợp ăn hoang và sau đó sẽ đi công phủ. Nhà 98 nằm ở đâu và 98 đánh cái gì? Mình hiện tại thì vẫn làm bên Ego nha mọi người. Mình vẫn đang làm bên Ego. Nhưng mà vâng, tham gia giải đấu này mình với cương vị là cá nhân, chứ không với cương vị là nhân viên của Ego. Tham lai và 98 lên đời rất sớm. Và tầm này chưa thấy giò đâu thì khả năng cao là một bài đấu mà game thủ U98 là người đánh theo kiểu thẳng cung A rồi. Hình như là thẳng cung A rồi. Và chim sẻ xây ngay BP ở đây, các bạn biết tại sao không ạ? Bởi vì đây là một mỏ vàng. Mỏ vàng hay mỏ vàng chính. BP được xây rất gần nhà của game thủ U98. Chưa thấy nhà quân của 98 đâu, chúng ta vẫn chưa biết là 98 anh. Vâng, như vậy là 98 đánh thẳng cung, rất tự tin dành cho game thủ U98. Và không biết là 98 có cái gì để thủ hay không đây. Chim sẻ đang vác thêm dần lên. Một canh bạc tất tay của chim sẻ bằng BP thứ 4. Siêu bản BP thứ 3 dành cho người cầm cho Sonrian. Vâng, gần như là toàn bộ dân của chim sẻ đang vác lên trên này rồi. Chim sẻ đánh 26 dân và để lại 6 dân vàng, chỗ này sẽ là 20 dân. 20 dân kẹp với cả chém, kẹp với cả phù, và để xem 98 đô tên này khẩu xuống dân nó là quá đông. Cung A chỉ là một áo. Chim sẻ bắt đầu sổ bên trong, 98 cũng đang vác thêm dân ra, nhưng bên này có thêm cả chém. 98 không đánh phù, cung áo vừa mới có, nhưng dân đập là quá đau khi mà cung A chưa có giáp. Em tôi ân tình xưa đã phai, nay nàng đan với ai. Vâng, phía bên kia thì chim sẻ, vâng phía bên này thì chim sẻ cũng không có công nghệ gì cho chém cả. Nhưng mà 98 đang ít dần hơn sẻ ở trong khu vực nhà BA của đối phương. Chim sẻ đang vác thêm phù lên, có lẽ là phù để chờ. Vâng, phù đang chờ cung A ra để phù. Vâng, 98 tầm này lên được một cái giáp là nguyên chặt, nhưng chim sẻ phù quá đỏ. Chim sẻ phù được một cung A của U98. 98 đang bị ốp nhà BA. Chim sẻ vẫn đang liên tục xong P nên chim sẻ không có thực để xong chém rồi. Bây giờ thì chỉ có P và dân thôi. 98 có đỡ được không? Vâng, đỡ được là win. Nhưng liệu rằng có đỡ được không? Lực của 98 là khỏe hơn. Một bài đấu lên sớm hơn và được đánh thẳng cung A. Vâng, đang phù cung A. Vâng, tiếp tục phù một cung A nữa của game thủ U98. 98 đang không tụ được cung A trong trận đấu này. Và dân của 98 không vác, không dám vác hết ra để đập dân với cả chim sẻ. Bởi vì nếu như 98 vác hết dân ra thì 98 sẽ không có lực để xong quân. Tham Lai vẫn đang giữ là 25. Vâng, đang ốp chạy được nhà BA của game thủ U98. Vâng, hồi máu cho con cung A. Và cung A đang bắn là khá đau. Nhưng tham Lai của chim sẻ cũng chỉ còn 22 thôi nha. Vâng, tham chim sẻ cũng chỉ còn 22 thôi. Số lượng dân mà chim sẻ thiêu trong tình huống vừa rồi nó cũng là rất nhiều, khoảng tầm hơn chục con. 98 liệu rằng có dân không? Liệu rằng có bỏ nhà đi không? Vâng, phù được một cung A. Nếu như cung A nó chỉ nở ra lẻ tẻ như này, chim sẻ sẽ không bao giờ sợ. Vâng, nó chỉ nở theo kiểu một con như này thì không bao giờ sợ. Vâng, phù thêm một cung A nữa và đập chết một cung A. Và khả năng trận này 98 vẫn tim. Và một bài đấu cực kỳ xấu của người cầm cho son. Vâng, tại sao không phải là cung A thủ phù? Nếu như có thêm một con phù nữa thì tôi nghĩ là mọi chuyện nó sẽ khác. Nhưng trận đấu này 98 không đánh phù. 98 vẫn đang nợ được cung A, ruộng vẫn có, vàng vẫn có. 98 vẫn đang nợ được cung A, nhưng phía bên này chim sẻ vẫn đang nợ được phù thủy. Vâng, tiếp tục phù được một cung A nữa. Vâng, chim sẻ đang phù đỏ thực sự. Với những tên phù đỏ này thì rằng chim sẻ có tác được công. Timeline là 20 thôi, một timeline rất bé. 98 vẫn đang cực kỳ cố gắng. Vâng, càng đánh này thì càng về lâu về dài thì khả năng cao 98 càng tươi. Bởi vì chim sẻ thì không nở được tham, còn 98 thì nở được. Chim sẻ mặc dù ốp được nhà Bia nhưng không ăn được dân của 98 ở khu vực làm ruộng. 98 vẫn là thịt, 98 vẫn có vàng và 98 vẫn ra được quân. Tham còn 15, càng đánh thì nghiền thủ vâng chim sẻ tham lai càng bé. Tuần này thì liệu có phù được không đây? Phù đã mắc công nghệ rồi. Vâng, tham lai lại lở lên là 18. Chim sẻ không dám thiêu dần nữa và bắt đầu tách cung A vào trong những cơ sở ăn khác của game thủ U98. Vâng, 98 không đến điều quân trong tình huống này. Tuần này thì chim sẻ đang phù đen. Tuần này là 2 phù, phù 1.
Vâng, không phù được và 98 đang bắt đầu nở được thêm cung A. Tham còn 14, vâng, khả năng cao là 98 sẽ có chiến thắng ở trong trận đấu này. Vâng, vâng, 98 quyết, oh my god, không. Tam lai là 14 thôi, nhưng nó là siêu đè dành cho chim sẻ. Vâng, tôi tưởng rằng là chim sẻ sẽ quyết, nhưng không phải. Vâng, 98 tham dưới 10. Trời ơi. Trời ơi em tôi. Vâng, rất đáng tiếc. Vâng, tham 14 nhưng đè siêu mạnh. Tham 98 khoảng tầm 4 à. Hình như tham